mừng quý khán giả đã đến với bản tin hôm nay. Sau đây là một số nội dung chính. Báo động bệnh lạ từ kim loại. Đắk Lắk, cán bộ phường chết trong tư thế treo cổ ở nhà trọ. Báo động bệnh lạ từ kim loại. Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai vừa ghi nhận nhóm 7 người bị ngộ độc thiếc, là công nhân cùng một công ty sản xuất mảnh rèm tại Hải Dương. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đây là những trường hợp nhiễm độc thiếc cấp tính đầu tiên tại Việt Nam. Các bệnh nhân nhiễm độc thiếc nhập viện với biểu hiện rối loạn tâm thần, kích động, nú nẫn, sau đó đi vào hôn mê. Trên phim cộng hưởng từ, não có hiện tượng tổn thương chất trắng lan tỏa nặng nề, nhiễm toan chuyển hóa và hạ kali máu nặng. Bác sĩ Nguyên cho biết, trên thế giới đến nay chỉ ghi nhận một vài trường hợp nhiễm độc thiếc. Do vậy, vẫn chưa có phác đồ điều trị. Sáng 27 tháng 8, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong của ông NCS, sinh năm 1972. Ông S là cán bộ tư pháp của phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ. Theo thông tin ban đầu, chiều 26 tháng 8, vợ ông S đi làm về nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thì phát hiện chồng tử vong trong tư thế treo cổ nên trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm pháp y để điều tra làm rõ vụ việc.